Xin chào các bạn. Thông tin mới nhất rạng sáng hôm nay, 25 tháng 6, đã cho một diễn biến rất nhanh nhưng không bất ngờ, khi các hoạt động quân sự của Wagner đã dừng lại sau khi đặt thỏa thuận với chính phủ Nga. Đoàn quân xe thiết giáp của Wagner đã dừng lại khi còn cách trung tâm Moscow 200 km. Đồng thời các binh sĩ Wagner cũng đã rút lui khỏi Rostov. Vậy chuyện gì đã xảy ra trong vòng 12 giờ qua? Chúng ta sẽ cùng thảo luận trong video này nhé. Tóm tắt vụ việc này, chúng ta có được tình hình như sau. Vào đêm ngày 23, rạng sáng ngày 24 hôm qua, ông trùm Wagner Prigozhin đã bất ngờ cáo buộc lực lượng của mình bị tập kích bất ngờ bởi máy bay của quân đội Nga, gây thương vong cho 2.000 lính của tập đoàn quân sự tư nhân này. Sau đó, ông Prigozhin đã ra lệnh cho các đơn vị Wagner rút hết về Nga và phát động cuộc binh biến nhằm giành lại công lý và muốn nói chuyện và tính sổ với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tướng quân Shoigu và Tổng tham mưu trưởng tướng Gerasimov. Ông Prigozhin tuyên bố mình có 25.000 quân tinh nhuệ và lực lượng Wagner sau đó xông vào Rostov và kiểm soát trụ sở quân khu phía Nam, nơi cũng là sở chỉ huy tiền phương của quân đội Nga cho chiến dịch Ukraine. Tuy nhiên, ông trùm Wagner tuyên bố các lãnh đạo của Bộ Quốc phòng Nga đã bỏ chạy và tiếp tục phát động đoàn xe với khoảng 5.000 lính Wagner theo cao tốc M4 Rostov-Moscow đến thủ đô của nước Nga để thực hiện công lý. Và đây không phải là hành động đảo chính quân sự. Về phía giới chức Nga, một loạt tướng lĩnh, bao gồm cả đại tướng Sergei Surovikin, tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ kiêm phó chỉ huy chiến dịch Ukraine, người được ông trùm Wagner Prigozhin tôn trọng, ngay trong sáng hôm qua đã lên tiếng kêu gọi lực lượng quân sự tư nhân này có các hành động kiềm chế. Sau đó, vào giữa giờ chiều hôm qua, Tổng thống Putin đã có bài phát biểu trên truyền hình về vụ việc này, kêu gọi sự đoàn kết trong đất nước và cũng khẳng định sự trừng phạt với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào vì mục đích cá nhân mà phản quốc. Diễn biến trong ngày hôm qua đã xảy ra rất nhanh. Tối ngày 24 tháng 6 giờ Moscow, tức rạng sáng 25 tháng 6 giờ Việt Nam, ông trùm Wagner Prigozhin bất ngờ ra lệnh cho đoàn xe đang tiến đến Moscow chỉ còn cách thủ đô nước Nga 200 km quay lại và trở về doanh trại. Được biết vài phút trước khi ông Prigozhin ra tuyên bố này, văn phòng Tổng thống Belarus cho biết với sự đồng ý của ông Putin, Tổng thống Belarus Lukashenko đã sử dụng kênh liên lạc riêng đối thoại với Prigozhin trong suốt ngày 24 tháng 6. Thông báo của Belarus nói rằng ông Prigozhin đã được cung cấp một phương án thuận lợi và có thể chấp nhận được để giải quyết tình hình, với sự đảm bảo an ninh cho các thành viên Wagner. Sau đó, Điện Kremlin cũng ra thông báo cho biết Prigozhin, người đứng đầu Wagner, sẽ rời Nga đến Belarus và không bị truy tố. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong cuộc họp báo rạng sáng ngày 25 tháng 6 rằng vụ án hình sự với lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin sẽ được hủy. Ông ấy sẽ đến Belarus. Phát ngôn viên Điện Kremlin nhấn mạnh Tổng thống Vladimir Putin đã đảm bảo rằng ông Prigozhin có thể rời Nga để đến được Belarus. Nhưng không rõ trùm Wagner sẽ làm gì ở nước này. Vị trí hiện tại của trùm Wagner chưa được xác định. Ông Peskov cũng cho biết thêm, các thành viên Wagner tham gia vào hành động quân sự ngày 24 tháng 6 sẽ không bị truy tố. Ngoài ra, một số thành viên Wagner đã không tham gia cuộc nổi loạn. Họ thậm chí còn đề nghị cảnh sát giao thông và các lực lượng khác hỗ trợ để có thể trở về căn cứ. Ông Peskov nói, những người đó sau này có thể ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga nếu muốn. Trên thực tế, Thống đốc tỉnh Rostov cho biết, lực lượng Wagner đã rút các binh sĩ và thiết bị quân sự khỏi thành phố, trở về doanh trại. Tất cả các hạn chế an ninh trên cao tốc ở Nga đã được dỡ bỏ. Hãng thông tấn TASS của Nga cho hay, giao thông tại đại lộ Budenovsky, gần tàu hành dinh quân khu miền Nam Nga, đã trở lại bình thường sau khi Wagner rút quân khỏi thành phố Rostov. Như vậy, rút gọn lại vụ việc cho đến nay, sẽ là ông trùm Wagner Prigozhin sẽ sang Belarus với sự đảm bảo của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Lukashenko. Ông Prigozhin và lực lượng Wagner sẽ không bị truy tố bởi những hành động ngày 24 tháng 6. Tập đoàn Wagner nhiều khả năng sẽ giải tán và những tay súng của Wagner có thể kiếp đồng với Bộ Quốc phòng. Ước tính, tập đoàn quân sự tư nhân này đang có khoảng 50.000 binh sĩ. Trong khi đó, về phía Bộ Quốc phòng Nga, có thể có sự thay đổi trong các cấp lãnh đạo. Hiện nay chưa có thông tin cụ thể nào về Bộ trưởng Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Gerasimov. Các chuyên gia nhận định có khả năng Nga sẽ phát động đợt tổng động viên quân sự trên khắp cả nước. Trong các hoạt động quân sự của Wagner hơn một ngày qua, giao tranh đã không xảy ra giữa các tay súng của tập đoàn này với các binh sĩ Nga. Dù rằng có những thông báo về việc một số trực thăng Nga bị Wagner bắn hạ hay giao tranh xảy ra, nhưng về cơ bản, các thông tin này không được xác nhận. Và trong ngày hôm qua, cũng có hàng loạt tin giả xung quanh vụ việc này. Phản ứng trước hành động của ông trùm Wagner Prigozhin, hầu hết giới chức, chính khách và những người có ảnh hưởng tại nước Nga đều lên án cuộc nổi loạn và ủng hộ Tổng thống Putin, cho thấy sự đoàn kết rất cao. Và về cơ bản, tình hình đã được giải quyết, nhưng nước Nga sau ngày 24 tháng 6 sẽ rất khác. Và chúng ta sẽ cần thêm thời gian để những sự việc tiếp theo diễn ra thì mới có thể kết luận được cuối cùng cuộc hành quân công lý của Wagner là nhằm mục đích gì. Nó có phải là một sự thanh lọc nội bộ
một cú hích tinh thần của nước Nga trước trận đánh lớn, hay là một hoạt động quân sự bất ngờ khi các tay súng Wagner áp sát Kharkov hay thậm chí là Kiev từ Belarus. Ngày hôm qua cũng chứng kiến lực lượng Chechnya, đơn vị quân sự duy nhất của Nga, đã hành quân cấp tốc đến Rostov để thương thuyết với Wagner. Không những vậy, tại Iraq cũng có thông tin các lực lượng dân quân người Shia được Iran hậu thuẫn đã phát đi tuyên bố sẵn sàng tới Moscow để hỗ trợ Tổng thống Putin. Và về cơ bản, tinh thần chiến đấu trong nước Nga đã được nâng cao. Bất chấp vụ việc ngày hôm qua, các binh sĩ vẫn tiếp tục chiến đấu và lực lượng hàng không vũ trụ Nga hôm qua cũng phát động một cuộc tấn công tên lửa lớn vào Ukraine. Trong khi đó, về phía Ukraine, sau một thời gian ngắn đứng hình thì trong ngày hôm qua, Tổng thống Zelensky đã công khai lên tiếng ủng hộ Wagner và ông Trump Prigozhin. Tuy nhiên, với diễn biến như thế này, ngay cả phương Tây và Ukraine cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và gần như mọi phản ứng của họ đều rất bị động. Nhưng tất cả đều hiểu rằng một diễn biến lớn sắp xảy ra. Vậy các bạn có suy nghĩ gì về vụ việc này? Hãy để lại ý kiến bình luận của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.